Thông báo gần đây của Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec cho biết, những cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với xe thiết giáp chở quân BT-3F, phương tiện tác chiến mới của Nga, sẽ được bắt đầu trong tương lai gần, để có thể sớm bàn giao phương tiện này cho quân đội. Thông báo của Rostec nêu rõ, trong những bài kiểm tra cấp nhà nước, BT-3F phải xác nhận đầy đủ đặc tính kỹ chiến thuật được chỉ định trên môi trường đất liền và dưới nước ở các vùng khí hậu khác nhau. Bên cạnh đó, phương tiện cũng cần phải vượt qua thử thách bắn từ trạng thái rừng khi di chuyển và khi bơi. Nguyên mẫu xe bọc thép chở quân BT-3F lần đầu tiên được ra mắt công chúng tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI 2016. Ngoài ra, nhiều phương án mới nhằm cải tiến chiếc BT-3F đã được trình diễn. Giai đoạn 2020-2021, BT-3F đã tiến hành kiểm tra đặc tính vận động và chiến đấu trong mọi điều kiện chiến trường. Việc vượt qua những bài thử nghiệm với kết quả xuất sắc được công bố vào tháng 8 năm 2022. Tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI 2023, một phiên bản cập nhật đã được trình diễn, đó là trang bị bệ phóng tên lửa chống tăng Konect-E với 2 đạn dẫn đường. Mặt khác, do việc lắp đặt các tấm chắn giáp bên hông và lưới chống đạn rocket, nên mức độ bảo vệ của chiếc xe bọc thép chở quân này đã được tăng cường đáng kể. Mặc dù vậy, sau tất cả những sửa đổi đã đề cập, bất chấp trọng lượng tăng lên đáng kể, chiếc xe bọc thép chở quân bánh xích này vẫn có khả năng bơi trong điều kiện sóng gió cấp 3 với tốc độ lên tới 10 km/h. Mẫu sửa đổi của BT-3F vừa được trình diễn tại Diễn đàn AMI 2023 là bước phát triển xa hơn. Dự báo trong thời gian tới, việc sản xuất hàng loạt theo cấu hình này sẽ tiếp tục diễn ra. Việc chuẩn bị tài liệu quy định và kỹ thuật cho sản phẩm đã bắt đầu. Sau đó, xe bọc thép chở quân BT-3F sẽ được đưa ra thị trường, tìm kiếm khách hàng để tiến tới ký kết hợp đồng. Ukraine nêu con đường duy nhất để chấm dứt xung đột với Nga. Trả lời phỏng vấn báo Philadelphia, số ra ngày 23 tháng 6, Giám đốc Tình báo Quân sự Ukraine Kyrylo Budanov đã cho biết việc đàm phán hòa bình với Nga không có ý nghĩa vì sự lựa chọn duy nhất của Kiev đó là giành lại các vùng lãnh thổ bị Moscow kiểm soát. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy lại những gì đã bị Nga kiểm soát. Nếu không, tình trạng chiến tranh sẽ kéo dài mãi mãi. Ukraine đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ vào đầu tháng này để tập hợp sự ủng hộ của công thức hòa bình của nước này. Cũng trong cuộc phỏng vấn, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine cũng đã bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống Nga Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên chiến trường. Ông cho biết, vũ khí đó sẽ có tác dụng gì? Chúng tôi không tập trung quân quy mô lớn khiến Nga sử dụng vũ khí hạt nhân như vậy. Ông cũng nói về sự cần thiết phải sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga. Ukraine tăng cường thực hiện các cuộc tấn công như vậy trong những tháng gần đây. Ông tin rằng tên lửa ATACMS tầm xa có thể được sử dụng để phá hủy cầu Crimea. Trước đây, ông Zelensky cũng đã nhiều lần tuyên bố cầu Crimea là mục tiêu hợp pháp của Ukraine và phải bị vô hiệu hóa. Kiev đã nhiều lần đề nghị phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa để tấn công vào cây cầu bắc qua eo biển Kerch này. Ukraine được cho là đã phóng loạt tên lửa ATACMS mang đạn trùm vào bán đảo Crimea, khiến nhiều người thương vong. Theo đó, ngày 23 tháng 6, đề cập tới thành phố ở đông nam bán đảo Crimea, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine vào buổi trưa phóng 5 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS chứa đạn trùm do Mỹ sản xuất nhằm vào Sevastopol. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phòng không Nga đã bắn hạ 4 tên lửa, song quả thứ 5 phân tán đạn còn gây ra thương vong lớn cho người dân tại Sevastopol. Theo các quan chức Nga, nhiều mảnh tên lửa rơi xuống bãi biển ở phía bắc Sevastopol, nơi người dân địa phương đang đi nghỉ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, dữ liệu nhiệm vụ của tất cả tên lửa ATACMS đến từ thông tin từ vệ tinh do thám của Mỹ và được chuyên gia nước này nhập vào vũ khí. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, đây là lý do ngoài Ukraine, Mỹ là bên chịu trách nhiệm chủ yếu cho những đợt tập kích tên lửa nhằm vào dân thường ở Sevastopol khi chuyển ATACMS cho Ukraine. Lực lượng thực hiện các vụ tấn công nói trên. Trong khi đó, Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm nói, ông Mikhail Radvorajev cho biết, cuộc tấn công ngày 23 tháng 6 vào bán đảo đã khiến người thương vong. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội Nga sẽ trả đội vụ phóng tên lửa ATACMS vào bán đảo Crimea, song chưa nêu biện pháp cụ thể. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã liên lạc với quân đội sau vụ tập kích. Nga sắp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, động thái mà Ukraine và phương Tây coi là bất hợp pháp. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại bán đảo bằng mọi giá. Hồi đầu tháng 4 năm nay, Mỹ đã bí mật chuyển sát tên lửa chiến thuật ATACMS với tầm bắn 300 km. Ukraine sau đó nhiều lần dùng vũ khí này để tấn công mục tiêu trên bán đảo Crimea và các khu vực khác nằm sâu trong khu vực Nga kiểm soát. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định triệu tập phiên họp toàn thể lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 vào cuối tháng này. Bắt đầu từ năm 2021, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự phiên họp toàn thể vào tháng 6 hàng năm. Cuộc họp thường kéo dài 3 hoặc 4 ngày nhằm thảo luận và quyết định các chính sách lớn của quốc gia. Phân tích dự đoán rằng phiên họp toàn thể này sẽ đánh giá tầm quan trọng của Hiệp ước Triều Tiên-Nga và thảo luận về các kế hoạch cụ thể cho Hiệp ước nhằm tăng cường đi sâu hợp tác hơn với Nga. Thông thường, các hiệp ước được Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên phê chuẩn, nhưng theo Hiến pháp Triều Tiên, các hiệp ước quan trọng có thể được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phê chuẩn hoặc bãi bỏ. Đánh giá của các nhà phân tích cho rằng, ông Kim Jong-un có thể tận dụng cơ hội tại phiên họp toàn thể lần này để trực tiếp phê chuẩn hoặc có thể sắp xếp để được Hội nghị Nhân dân tối cao phê chuẩn. Được biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Putin đã ký kết Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Ông Putin cho rằng đây sẽ là nền tảng quan hệ giữa hai nước trong tương lai. Ngày 23 tháng 6, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cảnh báo nước này đang cân nhắc đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus do dòng người di cư ồ ạt từ Trung Đông. Hiện nay, 2 trong số 6 cửa khẩu ở khu vực biên giới giữa Ba Lan và Belarus vẫn đang mở cửa, với một cửa khẩu cho phép xe tải và các phương tiện chở khách đi qua. Trả lời phỏng vấn báo chí về khả năng đóng cửa cả hai cửa khẩu nói trên, Ngoại trưởng Ba Lan cho biết nước này đang xem xét tác động đối với nền kinh tế và các cộng đồng địa phương trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ngoại trưởng Ba Lan cũng cáo buộc các đặc vụ Belarus đã hướng dẫn những người di cư cách tấn công lính biên phòng Ba Lan. Tuy nhiên, các quan chức Belarus đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này. Nghị sĩ Oleg Gaidukevic, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự do của Belarus, cảnh báo việc đóng cửa biên giới sẽ không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai nước láng giềng. Trung tâm Khí tượng Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp mưa bão từ mức 3 lên mức 2, đồng thời gia hạn cảnh báo màu cam về mưa bão trong bối cảnh nhiều khu vực trên cả nước được dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn vào tuần tới. Ngoài việc gia hạn cảnh báo mưa bão màu cam, sát mức nghiêm trọng nhất là màu đỏ, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng ban bố cảnh báo màu xanh lam về mưa dông ở nhiều khu vực trên cả nước từ sáng 23 tháng 6 đến sáng 24 tháng 6. Cụ thể, nguy cơ sấm sét, gió giật và mưa đá sẽ ảnh hưởng đến các địa phương Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy, Thượng Hải, Hồ Nam, Giang Tây và Chiết Giang. Có nơi sẽ ghi nhận lượng mưa hơn 20 mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời, trong khi các tàu thuyền nên nhanh chóng quay về bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn. Trong mấy ngày qua, mưa bão đã gây lở đất tại một số ngôi làng ở huyện Tân Hoa Đông, tỉnh Hồ Nam, khiến một người thiệt mạng và 7 người mất tích, làm sập 4 căn nhà.